Nghe nói cháu đang học ngoại ngữ à? Dạ, vâng ạ. Cháu đang học năm nhất ạ. Bây giờ ấy, cứ có tiếng ngoại ngữ là ngon rồi. Chứ mấy cái bằng sư phạm với lại cả kỹ sư ra trường khối đứa khác bằng đi chạy xe ôm ấy. Ông thì cứ nói giọng tiêu cực. Giỏi thì lo gì không có việc làm. Mà con bé xinh lại còn giỏi giang nữa. Lo gì chứ? Cháu cũng bình thường thôi ạ. Kìa mẹ, khen ít thôi, mi ngại rồi kìa. Con mời bố mẹ, mời cả nhà. Mời sức khỏe hai ba ạ. Chúc sức khỏe cháu. Trâm ơi, Trâm, Trâm ơi Trâm, em có ở trong đó không? Em làm sao thế này? Trâm! Bác sĩ bảo con là tầm một tiếng nữa mới có kết quả thôi. Mẹ con mình ngồi đây nghỉ một tí nhá. Ừ. Mình uống tí nước này. Cảm ơn con. Ôi giời! Trẻ con mới ẵm ngửa đã phải vào viện kia kìa. Lần sau phải gọi điện báo cho anh ngay, không được chần chừ đâu đấy. Nếu cậu không cho con My nhà tôi nó nghỉ việc thì cậu đừng có trách. Chị cứ bình tĩnh đã. Em My nhà mình là người có năng lực, lại còn có cả sắc vóc. Tuy bây giờ mới vào nghề chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng tương lai sẽ... Nhà tôi không thiếu tiền. Cho nó nghỉ luôn đi.